Anh ơi, hả? Chị nghe nè. Gì vậy? Anh nghe, đóng đóng cửa cổng rồi đi. Mà đóng cửa làm gì? Trời ơi, không có năm nào mà tôi cúng tô hồn mà bình an chứ. Cấm chưa kìa, cấm nhang là ùa vô nó giật hết trơn rồi, lấy gì mà cúng được, làm ăn được. Trời ơi, phải nói thiệt, năm nay tôi phải quyết định là năm nay là phải cúng từng tàn nhang, đúng không? Cho người ta lên ta ăn đồ ùa vô giật hết trơn luôn. Năm ngoái nhớ không, chưa kịp cắm cái nhang là ùa vô giật. Ờ sao sao nguyên năm không làm ăn được gì chứ? Đúng rồi, vậy là phải đóng cửa lại. Đấy, đóng cửa lại. Rồi năm nay quyết tâm phải cúng tàn nhang. Năm nay tôi định phải uống được tàn nha. Bà có thấy cái gì tôi đang thấy không? Ủa hay là Linh dưới ta chưa cúng mà lên ăn sớm vậy? Ăn đi, ăn cái gì mà ăn luôn hai cái bàn rồi. Ủa? Là sao mới gì đóng cửa mà? Trời ơi, sao không phá cửa sao? Ai biết đâu bà chưa đóng cửa trước, mới gì đóng cửa trước mà. Cực kỳ mất tiêu mày là cái mông rồi. Ui, chưa kịp cúng chưa thắp nhang luôn á. Bây giờ sao vậy? Giờ sao, hay là tôi đi chợ tôi mua mâm khác? Ôi là trời, đi mua mâm khác chứ sao vợ? Ôi đóng cửa trước mà quên đóng cửa sau nữa, trời ơi chị. Sao nãy bà không dặn tôi đi, bà đi đóng cửa trước tôi đóng cửa sau, ai biết đâu. Ai mà biết được, sao mà lẻ như vậy? Ôi công nhận thiệt chứ, đúng là con hồn thiệt chứ. Sao rồi bà? Không giờ con có mâm khác nè. Đi, bà con phụ tôi cái mâm gà đi. Bà mang đi. Gì? Không có cúng mâm mà trước nữa. Cúng mà trước nữa là nó định ra nó lấy nữa. Vì cúng đâu vậy? Ông cho tôi. Dạ. Yeah. Bưng mâm gà ra. Rồi nè bà. Không, mình cúng ở ngoài này thì mấy má còn vô giật nữa. Bây giờ cúng đâu? Để làm gì anh? Tôi cúng trên nóc nhà. Tôi cúng trên nóc nhà thì đố cha nó lên được. Ừ. Bà cúng là cúng chết đi. Nóc nhà. Năm nay tôi quyết định với cúng tàn nhang. Cúng tàn. Chị lên nha. Tôi cúng trên đây thì làm gì mà giật được. Thấy thông minh không? Sao bà? Được chưa? Ổng rồi. Ông thấy thông minh chưa? Tôi cúng trên đây thì đố cha tụi nó lên đây giật được. Năm nay quyết tâm mình phải cúng tàn nhang. Đàng hoàng nha bà ơi. Trời, yên tâm. Ê, lấy đồng quẹt tôi không? Nè. Rồi, thấy rồi. Ông ơi, gì hả? Ông dám ông coi ông lấy tôi cái nồi dẻ coi. Anh ơi, xong chưa? Rồi. Đưa cái dẻ coi. Lẹ lên. Dẻ rồi. Rồi, tới. Nè. Còn nó nghe nè.
Dạ. Hạ thang xuống đi anh. Không có an toàn đâu, mất công leo lên nữa. Rồi rồi rồi, hỏi sao bà xuống? Vậy. Hỏi sao bà xuống? Chừng nào em xuống thì lấy cái thang lại chụp cho anh lên. Rồi rồi, hạ thang xuống đi. Rồi không chưa? Rồi. Hàng nó sao lên, tôi kêu bà mà mấy anh dưới nó bịt miệng tôi lại vậy đó. Không đâu. Bịt miệng tôi lại lo tôi trong đây nè, không có tôi nói đâu. Trời đất, cái thằng đụng cái sao nó không nói. Bịt miệng lại sao tôi nói chuyện được. Trời ơi. Rồi cúng được chưa? Cúng cũng què hả, mắc điêu đổ chân gì cúng. Nữa hả? Bây giờ chiều luôn rồi sao cúng nữa. Ôi là trời thiệt. Kêu như cái nhiệm vụ canh thôi, canh không được đó. Đó thì tôi đang nước canh đó, bịt miệng lại ai biết được đâu. Bây giờ lấy gì cúng đây nè. Ê, làm nhà để tôi đi chợ mua nữa nha. Mua nó cũng đâu. Biết rồi hết. Con này con ngon rồi. Sẽ lấy xuống coi. Ui. Ôi, thiệt cho tình thiệt luôn á. Lần này không cúng ra ngoài nữa. Hương nhà cúng đâu, phá cửa đi. Tôi xuống coi, chỉnh chắc nha. Rồi rồi. Chán ông thiệt luôn á. Xong rồi nè bà, xong rồi nè. Lần này thì tôi cúng ở trong nhà thì đố nó lấy được. Lần này quyết tâm lấy cái nhang coi. Lần này quyết tâm nó cúng cho bằng được. Tôi gài cửa trước rồi, nó sao rồi. Gài chưa? Gài rồi, gài rồi. Nè. Rồi. Học quẹt đâu, Đây để tôi lấy học quẹt. Thank you.
Rồi có đâu ở ngoài người ta giật. Hiểu không? Thì dưới đây dừng đủ rồi mày ơi. Mày cũng là người ta phải hưởng, con hiểu không? Người ta lấy trước rồi mới tới tụi con. Rồi đi coi đi coi. Cái gì vậy trời? Làm gì vậy? Đâu gì đâu. Ừ, chờ bộ. Nghe ngoại dặn nè. Dạ. Từ từ để ngoại cúng đã. Rồi đi gì coi. Nếu ngoại xong. Cha làm gì vậy? Tụi bay hãy giật nghe không? Cúng đi ngoại ơi. Nghe chưa? Nghe rồi. Nhớ lại ngoại nói đi. Bà đặt đem bọc đem ơ thì làm gì vậy? Đựng bánh. Đựng bánh rồi đựng đòn vậy. Đúng rồi. Đem bọc cho bự vô. Nghe. Cảnh báo trước nghe. Dạ. Còn ngoại chưa cúng xong rồi tụi bay giật ra cô hồn giật bay gán chịu. Làm gì hay vậy? Thay gì hay vậy? Nhạc ra đi. Sao sao kìa? Mà nói người ta bọc mà nhỏ quá á. Thế mà sao làm gì mà đem bọc bự vậy hả? Đừng bà đi về. Bánh ấy. Bánh gì cho con ăn? Ấy, con hiểu. Con Sáu né ra ngoại cúng ngay chỗ đó. Né qua một bên cho ngoại coi. Mày thủ cái gì mà thủ? Đứng thẳng lên coi. Rồi cái tiền rồi, cái tiền rồi. Hiểu rồi, cái tiền của chị nha. Cái con nhỏ này Thánh Bằng Thiên Đụng nó mới làm gì vậy? Đi. Làm gì vậy? Em làm gì đứng biết lịch sự không? Bữa nay chưa cúng mà thủ vậy, thủ vô mỏ bây giờ. Dạ. Làm gì vậy? Thì em đứng thủ thế đi em. Thủ thế dạ. Đâu có lừa người quá. Ta xa ra. Giật qua hai bên. Bây giờ ngoại giao trách nhiệm cho con Liễu nè, năm nào con Liễu nó cũng giật, nó có kinh nghiệm. Ta sai ra. Cho ngoại đi. Ta sai ra, nhanh ra. Đúng rồi. Liễu. Chơi chơi cho con bằng đi má. Có gì chứ là ham quá trời với nhà giàu mà đi chụp hồ. Lỡ chị lập chụp tiền cho em rồi nghe muốn kẹo. Đến cái mỏ lại, đến cái mỏ lại đi. Trời muốn giữ quá trời. Ta sai ra. Chơi quy tắc đàng hoàng. Rồi cúng đi. Nói trước là tiền chị xí rồi nha. Im lặng cho ngoại cúng nè, tôi bay nói hoài. Ủa mắc cười mà quá à, tôi thấy cười mà quá à, người ta chụp được cái gì ta giật chứ mắc mới thì tự nhiên đây nói nghe nè. Tiền đó ai lấy được thì lấy. Ôi má, lần ra lúc đầu chị vừa hồi sáng mà chị bước vô đây là chưa có ai hết trơn là chị đã xí rồi. Mày xí xí cho mày xí trời. Ai xí ai chụp được thôi. Khỏi đi, bây giờ xí sao, bây giờ chị xí rồi là của chị rồi. Khỏi xí đi, ai nhanh chân lên ta lấy thôi mà xí cho mày. Hồi nhỏ là tiền đó nghe là má tiền mà má xí. Trời ơi, má cười quá trời. Thì bây giờ. Ê, ôm trên không có nghe ngoại khấn mà nghe ba đứa bay cãi lộn á. Bớt cãi lại cho ngoại khấn đi con. Mía là xong lấy đi. Ủa lấy mía gì làm gì mà. Ôi, sao không lấy quá trời kìa, cái tiền rồi lấy đi. Thôi mà của anh bây giờ không có tiền của tôi đó. Trời ơi, đứa nào là nhanh chân thì nó có. Bởi ông nghe, không có vụ tiền của ông nha. Thưa ông mà, anh nội này đi ác. Cái tiền của tao à. Người ai giành được má. Ê, con người con Sái thì nó ngay người hồi xưa giờ. Ngang ngược gì, bắt đầu ngang ngược. Cái gì bất cười. Anh nói nè, bây giờ là có nghe đầu bằng hết luôn. Đừng có nghe cái gì mà. Ê, cái gì mà. Ê, cái gì mà. Ê, cái gì mà. Trời ơi, cái
được là phải công bằng hết tất cả. Công bằng rõ ràng là công bằng. Cái vấn đề là gì? Thấy trước mày, mày thấy trước là chuyện của mày thôi. Bây giờ chúng ta vô đây rồi. Ê nó nghe. Đúng rồi. Cái tiền đó thì ai nhanh chân được thì nó lấy. Rồi ok, từ đây về sau tao không nói nữa. Muốn chẳng nói được thì kệ mày. Cái kệ mà chứ giờ ai cái mía xong lấy đi. Ủa? Ủa đâu vậy? Giờ có chơi mà chứ đâu. Ủa? Sao vậy? Ủa, ba chưa khám xong mà. Cũng tại mày tao mới đứa này cả rồi. Má thì ngồi trời. Ngộ gì mà ngộ. Ủa, có cười quá trời. Tại nó mà mất cái thôi để giờ chơi mày coi coi coi. Nó mất tiêu mày. Giờ có thêm rồi. Rồi cái liên hương của phòng ngoại đâu mày? Còn cái bánh. Thánh thần thì đổn ăn. Thánh thần trời mẹ sáu là mày vô gì mất hết vậy thử. Cũng à, mày không, nó tại mày không, nó tranh giành cuối cùng không dùng chục gì chứ. Ai nói nghe nè, tiền được hả? Tiền nó là ai nhanh chân được thì lấy. Chết thèn trong các thục ngữ lắm hả? Ủa bây giờ ví dụ mà chị dành tiền thì chị cũng chia cho em chứ bộ. Trời ơi, trời cái chia trời ơi. Năm ngồi chứ cái 5.000 chi. Mày nói là mày cho tiền của mày. Má này ngồi cho mày 7.000 nghe. Ai nói nghe nè, năm rồi nó cho 5.000. 5.000 là tiền nó không có năm rồi chạy. Giờ sao mà chạy cái xuất xớ chân quẹ hết cái chân đi rồi lên. Đi khám bệnh viện hết bà nó 500. Có gì đâu. Có gì đâu mà cũng chưa kịp giật luôn á. Chán gì đâu, trời ơi. Có cái nào đây đâu. Làm xếp hàng một bối trái được cái gì vậy? Không à, hồi nãy xong nó chạy lên nhớ ra. Mày, không phải ở trong còn gà với tiền nhưng mà ra làm lợi cho tụi ba tụi con giật đi. À, bây giờ còn cái này mày lấy không? Còn gì? Nè, mỗi đứa cái này. Thôi. Ừ, cũng tao sao không kêu tôi? Đó, hồi nãy tôi kêu bà, tôi kêu đó, bà la tôi. Chưa có cúng xong, đi chỗ khác đi mà. Lấy hết trơn rồi, lấy đâu mà người ta giật. Trời, thiệt chứ. Cãi mày không đó. Đé tôi ra đi, thôi quá. Tại tôi. Cái gì nữa? Đừng có vô gì. Thôi cút cái gì đó đây mệt quá. Trời ơi. Trời ơi. Cái bệnh viện cái bãi lớn đây nè. Đó lấy bao nhiêu bự vô cũng không được được kia ta cười cho xỉu. Mày chắc là mày có quá à. Mày có gì trong đây? Mày có cái gì? À có cái gì? Thì kệ tôi. Làm quá. Thôi mới ngồi từ từ nha, nó đốt nha cái là xong. Trời trời ra đi. Tụi bay gấp quá à. Tao bảo gấp cái gì á. Từ từ xong chưa, xong chưa? Thì mọi người phải biết được hàng năm nào cũng vậy rồi. Mấy sáu rồi đi ra nè. Từ từ mọi người. À chưa chị ơi. Mới bên kia rồi. Tới đây thì đừng có giành nữa. Giành cũng ham giành quá. Quận mà. Thôi mọi người bình tĩnh nha, đừng xôn xao nha. Ủa mình bảy ơi. Bữa nay không có tiền hả? Có. Anh đâu? Ủa túi nè, để kiếm xong cái hả từ từ. Là giải hả? Ừ, đúng rồi. Thấy chưa. Tại anh bậy, anh bánh gì à? Thầy bánh này là loại ngon không nghe, loại ngon. Ngon lắm hả? Nó ừ. Tất cả là loại ngon. Để bánh này ngon là bốn chị em mình mỗi người trái đi. Trời ơi, đâu đây bà. Ai chị em với bà bánh rồi. Ai giật được lấy thôi chứ. Thôi giờ ai giật được người ta lấy, tao lấy phải bốn cái luôn nè. Thôi từ từ đừng gấp, mỗi người đều có hết trơn, năm nào cũng vậy mà. Từ từ đừng gấp nữa. Lẹ 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 anh bậy, lẹ lẹ lẹ. Nè đi bảy ơi. Nôn quá trời nôn rồi. Thôi từ từ đi mọi người chuẩn bị nha. Rồi nè. Ủa ông đại kìa né né né. Né nha bảy ơi, cái gì mà lâu quá. Trời ơi, cúng năm nào cũng vậy mà sao mà cứ gấp vậy. Sao cái chuyện nào mới được giật đây? Từ từ. Sao mà gấp quá. Từ từ. Năm nào cũng được giật mà sao mà gấp vậy? Trời là chưa chưa. Chưa. Trời. Từ từ đi. Gấp gấp. Ủa ông làm gì vậy? Làm gì vậy? Dạ, chuẩn bị nha mọi người ơi. Chuẩn bị nha. Trời đất khánh thần cái con bánh đóng chân. Trời ơi lẹ dữ trời. Sao mấy người này lẹ quá vậy? Ủa? Hồi nãy ra đây ba cái bánh trung thu mất tiêu rồi. Lấy luôn một cái rồi. Trời ơi trời ơi. Sao trả này, mãi trả này, trả này. Trời ơi, hai vợ chồng bay hát chơi chạy lưới nha. Bánh ăn ngon chơi chạy lưới. Chị ra má. Không, chia chị tiến đi. Không, nó cũng lấy cái bài chị Nguyễn. Đi. Ơi. Gì vậy? Năm hồi của em hết trơn rồi. Trời đất ơi, còn khúc mía đem về đi má. Ủa, lấy chị cái bao bà bánh đúng không? Cái thằng đã lấy hết. Phải rồi, cái lỗ, thảnh hờ cái lỗ như cái hang động nhưng mà nó không ấy được má. Ê, má. Chị, cho chị miếng đó, cho 10.000 đó. Chị miếng ơi. Xe cho 10.000 đó. Cho chị nữa. Rồi đó 10.000 đó. Đầu người dưới thương quá à. Ôi, sao mà hai chồng mày hay dữ hả? Hai chồng nó khôn ghê. Hai chồng đủ rồi. Điếm cành. Như vậy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 42, 43, 44,
50 60 70 80 90 100 200 1000 1400 1500 1800 1900 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
thầy không lấy chén thầy cho chén thầy thôi. Ê bà lớn, nghe bà lớn cũng chè năm nay giải chơi lớn lắm má. Dạ giải còn tờ 500 không? Bảo xa quá xa à. Quá à mà chợ nặng. Ê mày ra mày bày bày gạo đi. Bày gạo á. Có không? Bày gạo đi. Có, bày gạo năm nay chơi lớn á. Trời năm nay bà lớn tiệm vàng con bà ghẻ Việt Kiều về nữa má. Ê Việt Kiều vậy đi, vậy đi. Đi 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 đi. Thầy xách xe đi. Lấy xe chở chị đi nè, đi nè. Nhanh. Ủa? Dạ. Ủa, cái xe tôi nãy tôi đợi tôi đậu đây rồi đâu rồi? Xe gì? Đánh đậu đâu? Đánh tôi đậu đây nè. Ủa, đi bộ lại hay đi xe lại? Đi xe á, hai tôi đi xe còn lại. Tôi bảo hiểm nè má. Là sao? Ủa, cái xe đâu rồi? Nãy tôi đậu đây rõ ràng. Ê, có phải không? Này để đâu đó? Giữ xe đâu? Giữ cái xe nãy. Nãy tôi vô gấp quá, tôi bỏ trên xe luôn rồi. Chết đó nè, đúng rồi. Rồi sao? Rồi bây giờ đâu? Chết mẹ, xe ai lấy rồi? Ai mà biết? Nãy buông đông 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 rồi sao không phá cổ lại trời. Trời nãy vô gấp bỏ gì quá sao bỏ chị quá lại luôn rồi coi như là nó coi nó cúng cho người ta rồi. Trời ơi con kia vậy sao bây giờ mày biết đâu mày sao vậy cái xe đi đâu yêu rồi bây giờ bà có điện thoại không? Thoại gì? Bà điện chiếc xe coi. Bà biến cáo xe mà điện. Không. Điện cái gì mà điện? Ờ quên, tôi tính đâu là cái điện thoại. Trời ơi. Giờ hết rồi. Đây đi giật. Bà điện cái thoại bây giờ đi đâu? Điện có điện thoại đó không? Gì dạ? Đi xe nó vậy? Đi không là tượng linh có nãy thấy xe không? Trời ơi, rồi sao? Alo luôn. Ê, hồi nãy giật độ mày thấy chiếc xe tao lại đổ ngoài không? Gì? Có không? Thấy không? Thấy không? Không hả? Có ai lấy nhầm không? Ê, có ai lấy nhầm không? Hỏi gì mà có ai lấy nhầm không? Thôi thôi thôi, thôi đi hỏi. Thôi hỏi lại Thắm. Thằng Thắm này điện Thắm á. Thằng Thắm lại đứng sau á. Alo 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 nghe nè. Hồi nãy thấy xe đậu ngoài không? Nãy cái xe ông đậu ngoài không? Mà tôi thấy hai thằng nào nó bịt tròn kính mít à, mà nó lên xe ông chạy mất tiêu rồi. Cái gì? Nó chạy rồi. Hai thằng nào leo hả? Sao nãy mày không kêu tao? Lu bu ai mà nhớ? Trời ơi, trời bây giờ mày nhớ chưa? Không có nhớ. Ôi là giỡn thôi. Ê, tắt luôn rồi. Rồi vậy là rồi xong rồi. Má ơi, nó giật cái xe tôi luôn rồi má. Giật luôn xe rồi. Xong phim. Giờ mất tiếng xe mà sao vậy? Trời ơi, năm ngoái á, giật được 90.000 mà gãy cái tay hết bàn á, đi bó cái tay hết 900. Năm nay giật được 100 mấy mình mất cái xe. Trời bây giờ lỗ mẹ nó rồi, giờ sao? Ôi, sao mà xui cái gì sáng đừng có đi giật ra lâu, đâu mất chiếc xe đâu. Thôi đừng buồn nữa nè. Góp 10.000. Bây giờ 10.000 của bà làm được gì? Này tao cũng 10.000. Cái giờ sao chứ có tiền bạc gì đâu. Cho bánh bông này rồi giờ đi quay bên kia giật tiếp đi. Xui trời. Giật quần què hỏi gì giật? Còn cái quần tôi là bà giật không, tôi lấy rồi bà giật luôn cho. Ai biết đâu. Ôi, lại trở về đến tôi về kiếm cái xe anh ơi. Ôi, đi về mày. Ôi, mình hên quá nha. Giờ ơi. Hả? Cho anh tiền anh mua dầu ấy. Cái đèn hết trơn dầu rồi. Dầu hả? Ừ. Mới mua hôm trước mua 10 ngàn. Giờ hết hả? Hết trơn nữa rồi. Thì nó nghe nè. Trơn 10 ngàn đi anh mua dầu. Không mấy em tính gì đi. Bây giờ mình qua nhà chị Sáu mình xin kéo điện ké đi chứ xài dầu hoài chán chết luôn thiệt. Bây giờ. Nhà ai bây giờ ta cũng có lên đèn hết trơn rồi. Bây giờ nhà mình chưa có đèn, nhà mình xài đèn cốc hoài. À, bây giờ bà xin kéo điện rồi mất công bà tính tiền điện với mình chứ mình tiền điện đâu. Thì mình chịu đi sao giờ? Thì chia 300 ngàn cho chị mẹ đi. Ha. Ôi em kêu anh là kéo cầu giao điện vô rồi mà nó không chịu. Kêu rồi. Nó nói từ từ ta kéo vô mà không biết chừng nào nữa. Ôi cái kiểu này không điện đại chứ xài điện cốc hoài mà chết cốc đi. Thôi bữa nay em chạy qua nhà chị Sáu em xin kéo điện ké rồi tháng chia với bà vậy nha. Chị Sáu ơi. Chị Sáu. Dạ. Nó nghe nè. Cho em kéo điện nhờ được không? Rồi để tháng em phụ tiền cho nha. Tại sao không tự kéo điện đi, kéo điện nhờ? Em có kêu ở trên kéo xuống rồi mà ta đang nói ta đang từ từ mới tới nhà em chưa ngắt được.
kéo điện nhờ chị biết trời, cho chị ghen nhau không, chứ chậm sớm nhau không, dù gì nhà em cũng cặp nhà chị. Ủa cái hầm nhà không có điện hả? Có điện đài gì đâu, đài đèn góc không đó. Vậy hả? Nghe. Rồi kéo điện rồi vậy rồi sao trời? Thì tháng em cho gửi tiền thêm cho 100-200 ngàn em xài cái bóng đèn không? Cái bóng đèn này hả? Ờ. Thôi cũng được nữa. Có dây nhợ gì không? Đem đi mua cho. Ờ mua dây nhợ gì đi rồi kéo qua đây chị ghi mẫu điện vô rồi bắt đầu rồi sáng bóng đèn là được rồi phải không? Cảm ơn chị nhiều nha. Rồi em nghiêm trọng đi mua liền. Rồi rồi. Em ngủ. Sao rồi? Ai cái này kéo ra qua kia đây rồi chị ghi điện vô cho. Rồi. Thấy chưa? Đỡ tốn tiền dầu. Với lại mà sai chồng sai con nhiên đâu. Tối ngủ tắt mẹ đó rồi. Cảm ơn chị nhiều nha. Rồi câu vô thử chị ghi đi đèn trong sáng không? Trong sáng không? Trời ơi. Chị ghi luôn chưa? Chưa khoan. Chuyện cái bóng đèn cho ông chồng đi, cầm hoài gì. Ờ. Thôi, bây giờ em tính gì đi. Đi chuyện cái ổ điện qua nhà em đi. Ha. Mỗi lần cho nó bây giờ sáng em muốn tắt cho lên em không gõ cửa phòng chị. Hay là em muốn chuyện em kêu chị mở lên kì. Chị nổ điện qua luôn đi. Ha. Ừ. Rồi. Nè 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 nè, nổ điện nha. Đó, thấy chưa? Rồi. Cảm ơn chị nhiều nha. Để bạn đi. Nè anh ơi. Anh treo lên đây đi anh. Rồi. Được chưa? Trời ơi, mang ơn chị nhiều quá chị xấu rồi. Có gì đâu, tình làm dễ sớm rồi mang ơn. Thì... Trời. Rồi. Mà chị ghi mảnh giùm em đi nha. Rồi. Ủa từ ngày có điện mà mảnh ghê em nha. Chị ơi. Vô đi em. Em đang ghế chơi. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Lên anh đây. Trời ơi, cái sao đẹp chị. Cái này để đâu anh chị? Đây. Để luôn em. Đúng rồi. Cảm ơn hai đứa nhiều nha. Rồi. Ngồi ghế sao làm thẳng luôn nha. Ừ. Thầy nó nghe nè. Dạ. Hôm qua chị có kêu là đem cho chị cái tivi luôn đó. Còn một tớp rồi đằng sau đang đem tới luôn á chị. À đem tivi cho chị nhanh chị nha. Rồi ok gắn tivi chị gắn cục điện wifi luôn. Dạ. Nha. Okay, thôi bên tôi liên hệ quán wifi giùm chị nha. Dạ. Rồi. Mình mua tivi. Chị có cần gì thêm thì có thể liên hệ cho tụi em nha chị. Chị có rồi. Trời ok. Ủa. Ôi thầy, thì chuyện cái hai trần kêu cái gửi cái salon là có phim mũi nước trà rồi. Còn gì bằng nữa? Ờ, thì bà hết vậy. Cái ghế này bà mua ở đâu đẹp vậy? Bà mua tiệm á. À, quên giặt đồ nữa. Thấy đồ nó giặt không? Ôi. Ủa? Đi đâu ạ? Đi giặt đồ. Giặt đồ sống giặt trong nhà đi đâu ạ? Cái đó, em nói giặt nè. Vậy? Hả? Bây giờ em giặt bằng máy mà. Máy giặt hả? Ừ. Ở đâu ra vậy? À, máy giặt cô nhỏ em mới cho. Trời đất ơi, cái máy giặt cũ hả? Ừ. Máy giặt cũ là hao điện lắm đó nha. À, có đâu hao điện, máy giặt bình thường mà. Ờ. Rồi. Rồi, bấm. Bấm bấm. Ơ, đi làm xe cung kia hả? Hả? Sao nó cung kia hả? Cái máy giặt cũ mà chị. Nó mới xài được rồi. Anh mới không? Máy giặt này nghe mới xài mấy mấy năm rồi, bây giờ nó để ra xài cho con tốt lắm. Cái đặng cho hai vợ chồng. Đúng không? Ờ. Cái giờ xài của em lắm đi. Rất là đúng ra. Cái giờ xài của em lắm. Ê. Đó, không. Mà nó đạp gì nó mới không cung, hiểu không? Nè. Đó, hết gung liền, đạp cái không gung, hiểu không? Đó, rồi mới giặt em hay vậy đó. Ôi, thiệt tình chứ trời. Thôi tao giặt tay mẹ cho rồi đi, bỏ cho mấy giặt chi, không biết nữa. Hết gung nữa kìa. Trời ơi, cái này chắc phải đổi hôm nay, tao đổi mấy giặt mới của anh. Thôi, kệ đi, giặt đỡ bữa nay đi. Ôi, rồi, hết gung. Nó im liền, nó im. Thôi, vô nhà em chơi. Chơi. Ê, trời má ơi. Cái gì vậy trời? Hả? Cái gì mà có ghế salon nữa vậy? Ai chồng mới mua ghế salon đang ngồi coi phim chơi vậy mà. Trời ơi. Cái gì coi phim? Dạ. Tại vì hai tí xíu hai chồng mới mua cái tivi nữa, tí xíu đem qua. Tí xíu nữa ta giao lại. Mới, ta mới giao bộ salon trước à. Ừ. Với cái bạn. Trời ơi, chiêu vậy đó mà.
cái đại nghèo mà muốn có gì ta rồi cho vui chiều ngồi buồn buồn mà pha bình trà ngồi uống nước trà ngắm hoàng hôn rồi. Ok, cảm ơn chị một bữa, cảm ơn chị dùng mà đèn nha. Dùng đèn cho sáng em quên nữa đó, sáng liền sáng ngực liền. Em mới gắn wifi nữa, mới nói gì em mới gắn wifi nữa, mới gắn wifi nữa hả? Ừ đúng rồi, tại mới mua cái gì truyền hình 4 máy inch lận mà phải gắn thêm cái wifi nữa xài đúng rồi mới được, mới lên mạng được đó. Rồi cái nhà lá phải gắn wifi, gắn vô tiếng, xài máy giặt. Chị ơi, bà giao lại kìa. Ủa anh giao máy lạnh đi tivi. Dạ đúng rồi anh. Máy lạnh ơi, máy lạnh hả? Máy lạnh cái gì? Vừa lắp cho em luôn nha. Cái gì? Cái này anh chị lắp đâu nha? Mua máy lạnh luôn hả? Máy lạnh. Tại vì nhà này mùa này nóng quá, hai chồng lắp máy lạnh ngủ cho nó mát. Trời ơi. Thôi mình lắp bên đây nha. Ở bên đây là hợp lý nè. Cũng không mà không có đầu mới gì hết. Em nghĩ sao mà cái nhà này em gắn máy lạnh vậy? Gắn đâu chị? Ở đây. Gắn máy lạnh cho nó vui. Cái này. Cho nó mát. Tại vì ngồi ghế bắt máy lạnh nó mới phà vô cho mát xíu. Đúng rồi. Okay, làm xem phim mà có máy lạnh là nó mát lắm trời. Thiệt. Ừ. Ai đây chị đó đi, coi lấy giùm chị nha, cái chị cà phê cho. Ê, rồi. Trời ơi. Còn cục nóng để đâu chị nhỉ? Cục nóng hả? Ngay đây chị. Chị gắn nè. Anh cầm anh. Để phụ anh, để phụ nha. Rồi. Cục nóng là gắn bên đây nha. Đây. Gắn đâu chị? Đây. Em gắn cái mít giùm chị nha. Đá cục nóng để nó giùm chị. Ở trên đọt đó hả chị? Cho nó phà ra ruộng. Chứ nó phà nhà nóng lắm. Cái gì? Gắn trên cái mít hả? Cục nóng gắn trên cái mít. Chỉa cái ống vô giùm chị. Chỉa cái ống vô cho bón. Đúng rồi. Thấy đường ngoài sao nhà? Bạn thấy nhà mình có cần hỗ trợ lắp này luôn không? À, này không cần đâu em. Dạ, dạ để cho nó thoáng. Đây thoáng luôn cho nó mát. Dạ. Ở trong đây gắn xong chưa rồi? Ủa, xong chưa em? Xong rồi chạy giờ em dẫn ống cục. Cái cục nóng này chỉ rồi đó nghe. Dạ. Gắn bên giùm chị đi. Rồi cảm ơn em nha. Rồi em với anh này giao. Rồi dưới em TV giùm chị nha. Dạ đúng rồi. Đó là chị có phim. Dạ dạ. Ôi là trời. Cái nhà lạnh sang hơn hẳn luôn ha. Ừ. Cái lạnh vô là sang liền. Thêm cái bộ salon nữa. Ừ. Nhiều mà ngồi đây mà mặc máy lạnh lên xem phim thì còn gì bằng. Thì bởi vậy. Ê mày gắn máy lạnh vậy rồi nó phà ra ngoài sao? Có gì đâu. Em có tiền mà em đóng tiền điện được mà. Đóng tiền điện kiểu này mà đóng tiền điện 1 triệu nổi trời. Trời tháng này 7-8 triệu thôi, cái nhầm ngồi gì đâu. Trời ơi. 7-8 triệu. Ừ. Thằng ơi. Cái nhà gì mà tháng 7-8 triệu tiền điện. Trời có hai chồng mình xài cái gì đó chị ơi. Cái gì đó chứ nào có phim mới bạc à, chứ mang đi không bạc. Thôi, chắc chị rút điện về quá. Gắn đi. Em đi nay đi ngày mai. Nãy ta nói rồi, ta nói rồi là ngày mai ta gắn tôi điện cho em rồi. À là ngày mai là gắn điện ha. Đúng rồi. Gắn gì mà gắn chơi đi nay thôi nha. Thôi cũng được đi. Giờ anh hỏi con wifi ra vô cho anh. Giờ lỡ giúp cái chốt. Đợi một xíu nha. Cảm ơn nhiều nha. Nó có sang còn hơn rồi ta. Ôi. Em ơi em à, anh tin em gái xinh gì ngoài. Như biết năm nay anh cưới em làm dâu má anh. Đi đâu cũng được, chỉ cần hai chúng ta gần nhau. Em đến muôn đời sau, chờ ngày lành ga năm. Anh sẽ mang chậu cậu sang năm. Đâu? Ủa anh ơi. Hả? Sao tối thui vậy? Lấy cái đèn gốc vậy. Ui. Sao vậy? Lấy lên. Ừ, gọi đèn, lấy cái đèn gốc cái. Mà quay đâu mở lên. Sao tối thui rồi? Chị Sáu ơi. Chị Sáu không? Cái gì nữa vậy? Sao chị kiểm tra lại coi thì sao điện tắt queo vậy? Tao hút chui á. Tao hút chui á. Sao vậy? Ê nó nghe nè. Nghĩ sao mà hát hò âm sùm chứ vậy hả? Trời ơi, nghĩ sao đã kéo nhờ điện người ta mà còn gắn máy lạnh, gắn máy giặt, gắn tivi, bây giờ thêm hả mở lo hát âm sùm hết trơn. Thì mới đầu em có nói là em phụ tiền chị mà. Khỏi má ơi, khỏi phụ nữa nha. Tôi tự động gắn điện lên đi. Ngày mai gắn đi, mai mốt em gắn rồi. Không có mai mốt gì đây hết trơn. Chị nửa đêm gì vậy? Ấy chị đi qua bên kia mở ổ điện đi em ơi cho tao nhanh lên.
À, thôi đi. Ổ điện của em mà. Ổ điện này của mày. Đó. Thì em không sẽ hành xếp ích kỷ vậy. Khỏi có kỷ gì trơn ha. Mày mấy đứa mày mới là cái đứa không biết điều quá liệu. Trời ơi là trời, câu điện người ta mới đầu nói là sao? Em chỉ câu có cái bóng đèn. Bây giờ ngoài cái bóng đèn còn gì nữa? Thì đúng nguyên rồi. Nguyên một cái máy lạnh. Tính ra máy giặt với lại tivi với lại máy với lại karaoke không có bóng đèn. Ừ. Thì em sợ bóng đèn duy nhất mà, đâu có sợ bóng đèn thứ hai. Xài bóng đèn là chỉ có tốn điện một cái bóng đèn. Đằng này một đống như vậy mày nghĩ sao gì hả? Mày nghĩ sao cái máy giặt của mày hả? Mày biết bao nhiêu ký điện không? Rồi gắn thêm cái máy lạnh nữa. Gắn đêm nay. Khỏi má, khỏi gắn đêm nay vậy chứ má, đi về đi má. Nha. Biến đi về đi. Thánh thần ơi trời sống người ích kỷ vậy, cái mỏi ba chề. Khỏi má, khỏi. Đi về giùm cái đi nha. Đừng kiếm đâu nữa. Rồi. Ở rút cái điện ra rồi. Rồi, coi chừng kìa. Ui, sao mà xui dữ vậy? Rồi sao hát? Ai mà biết đâu. Ấy giùm em đi. Ôi, bà nội bà sống ích kỷ giả man thiệt. Đêm nay xài đèn cốc đỡ hơn đêm nữa đi. Mai mốt gì ra vô cái câu điện rồi. Vậy lỡ đi rồi biết sao giờ. Em. Ai điện với anh? Alo. Anh Khanh, anh Khanh cứu em chiếc này ơi. Alo. Đang đụng chuyện rồi, ở ngoài ngã tư nè. Rồi, lại đây, lại đây. Rồi, lại đi. Rồi, lại mở cơm đi. Gì vậy? Mấy thằng em nó đụng chuyện rồi, tôi phải em giúp tôi nói rồi. Mọi người, thì nó đụng chuyện tự giải quyết rồi, mấy ông phải nghe ha. Sao tôi mệt mà với anh em của tôi không bỏ được. Nó đụng chuyện rồi, tôi phải nghe giúp đó. Rồi bây giờ tôi bầu bì gì, bây giờ con cái sắp sinh rồi, giờ lỡ có chuyện gì rồi sao? Có chuyện gì, có chuyện gì, bà cứ về đi, sanh thì bà tự sanh đi. Anh em tôi đâu có bỏ được. Ông nói gì kỳ cục, ông chồng con không nói kỳ cục vậy? Vậy đó sao giờ đã đó anh em, một ngày anh em, suốt đời anh em nó đụng chuyện phải ai giúp đỡ? Bây giờ con ông anh em quan trọng hơn con ông không? Anh em quan trọng hơn còn bà đẻ thì bà kêu mẹ chở bà đẻ. Mà không nói bà nữa, giờ tôi phải gọi giúp tôi đó rồi. Con mà tự đi đi. Ông Khanh. Ông Khanh ơi. Ôi chồng với con đâu mà suốt ngày chồng bạn hơn chồng vợ thì chứ. Liệu không? Làm gì vậy? Đang nấu mì. Lắc ơi, giờ này còn nấu mì nữa trời. Chứ làm gì bà nội? Ôi, bà không biết vụ gì hả? Không biết gì là không biết gì. Gì thì không vụ vậy? Ôi, thằng chồng mày đó, nó bu đông quá ngoài kia kìa, tụm năm tụm bảy gì quải kìa. Thì ổng chơi với bạn bè, ổng chơi với bạn bè gì đó. Trời, người ta mua quanh biết con đông ngoại kìa. Léo ơi, Léo. Đây kìa, qua tới kìa. Nhà ông Léo. Em đây nè. Đây nè, bạn thấy gì nữa phải không? Mày còn tâm trạng mày hắn nữa hả? Chuyện gì vậy? Chồng mày đi cầm đi kìa. Tụi mày không buồn luôn. Cái gì? Dẫn đi. Bu đông tụi 5 tụi 7 đó làm thôi. Vì quấy rối ăn trật tự xong rồi dân phòng ta xuống ta dẫn ta cầm đi. Thôi mày, mày ngồi đây còn nóng mày. Ủa là anh đâu bị đụng ngang tớm hả? Đi chính ơi. Đi mà còn đánh luôn tô mì nữa. Ôi. Anh ơi. Mấy anh ơi, chồng em bị gì mà bị bắt chồng em nha anh. Chồng chị cố ý nghe phân tích, bây giờ người ta nhập viện không biết sao nè. Ôi. Trời ơi. Ngồi em. Chồng chị hả? Ôi Khanh đâu em? Khanh ơi là Khanh. Vợ con có bầu tình đó. Mà nói thả chồng em nghe vậy. Không được chị ơi. Cái vụ việc này chúng tôi không thể bỏ qua được. Đi. Em về nhà đi em. Sáu coi vợ em bầu bì vậy. Sáu coi vợ em. Trời ông Khanh ơi là ông Khanh. Mà ông vợ. Ông nghĩ làm sao giờ vợ con bầu bì giờ gì nè. Mà ông đi ông chơi gì cho bây giờ. Để gan vậy đó. Ủa? Còn bỏ tôi cho ai? Còn mấy thằng kia đâu rồi? Bán nào vậy? Mấy thằng đó bây giờ hiện tại là đang chạy thoát, chúng tôi đang điều tra. Là bắt có mình đó hả? Đúng rồi, chứ bắt được mình. Mày thấy ông anh em tốt của mày đó. Đó ông thấy chưa? Ông thấy anh em tốt còn lo lắng cho nó. Rồi bây giờ lúc ông đụng chuyện á, giỡn cái thằng mặt thằng nào mà ra đây á mà chịu giùm ông không? Hả? Ông lo ông tốt. Ông chơi tốt cái nó tới lúc mà đụng chuyện nó chạy mất tiêu. Có ai mà trời lỗi giỏi mà lúi cái mặt ra đây đó, tao chịu giùm mày ở Khanh ơi đó ơi.
đó giờ ông Khanh ơi là Khanh vợ con bầu bỉ ở nhà không lo, tối ngày anh em đó, anh em giờ đụng chuyện nó vừa lòng hả dạ mày chưa, giờ mày hối hận chưa? Ôi, đã hối hận muộn rồi. Chính ơi, chính đi sáu coi vợ em, lo cho vợ em giùm đi. Mà anh cho em hỏi là đi chừng nào mới ra vậy, bị bắt gì á? Hiện tại bây giờ chúng tôi đang xác minh và anh ấy chống chúng tôi từ nãy tới giờ. Chống người thi hành công vụ nữa hả? Đúng rồi. Tỷ lệ thương tật bên kia bao nhiêu vậy? 40% chị ạ. 40%. Liễu, Liễu. Liễu ơi, Liễu. Đỡ chị Liễu tiếp. Cái này có đi không mấy anh? Chừng nào mới ra? Nếu bên kia nhẹ thì ít nhất cũng phải 7-8 năm. Mà nếu bên kia nặng quá thì cũng phải mười mấy năm. Thôi chúng tôi giải anh về đầu đây. Sao bữa nay nó nắng dữ vậy? Mẹ, cho con đi chơi ha. Chà, suốt ngày đi chơi. Đi qua nhà anh ăn chơi. Đi chơi chiều về ăn cơm đó nha, mẹ nấu cơm đó. Đi rồi. Càng ngày càng lớn. Đứng ai chú? Liễu có ở nhà không con? Đứng mẹ con kia. Con mới vừa nói gì? Cứ kiếm mẹ con chi? Con là con của Liễu. Dạ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mở cửa rồi mở cửa cho ba đi con. Mẹ ơi, gì vậy? Ông nào kiếm mẹ nè? Gì ông sầm vậy bảy? Ông nội nào ông kiếm nè? Nào nội nào? Không biết đâu ổng. Mở ba lô, mở nóng á. Liễu. Vậy là chi vậy ông nội? Ai mẹ? Hả? Ai vậy? Vậy chi vậy? Thì anh em vậy? Anh được anh mãn rồi anh được đi ra thì anh chờ nó cái thằng tôi tưởng đâu ta đưa ông đi suốt đầu chỗ nào trên gần chính cứu gì cho ông đi tránh luôn chứ vài chục năm sau cho nó khỏe cho về chi sớm vậy trời. Từ lúc mà anh đi tới giờ sao em không vô thăm anh? Ô mắc mẹ gì thăm? Trời ơi chứ còn cầu mong cho ông đi luôn nó thăm gì trời. Nói với những người sẽ thiệt sợ với ông nha, mà chồng tôi bà không biết điều. Thiệt sự nghe. Ông nghĩ làm sao mà vợ con mang bầu ở nhà nằm. Trời ơi tôi nói cho ông nghe biết bao nhiêu cái khổ mà ông lo. Ông lo anh em của ông. Trời ơi tôi nói ông nghe từ lúc mà ha. Ông đi tới giờ có thằng nào mà lú mặt ở đây mà nó cho tôi được ngàn nào mà lấy nuôi con ông không? Trời ơi bây giờ ông đừng có nói chuyện tình nghĩa ở đây nó mệt quá trời mệt rồi. Xong đi đi đây làm gì đó. Nhưng lúc đó là anh sống với anh em nhưng từ lúc mà anh ở chỗ của anh đã suy nghĩ rất là nhiều, anh đã hối lỗi rồi. Anh cải tạo rất tốt nên... Giữ gì sao? Là cải tạo tốt rồi là hối lỗi hả? Ôi, thương hết biết luôn. Ra đi ông nội. Ra đi. Liễu! Liễu mùa què họ chứ Liễu. Ủa ông nội mẹ? Liễu! Cái gì hoài vậy? Con anh đó hả Liễu? Cái gì? Hỏi con anh không? Ai con không? Hả? Nãy anh nói nó nói là kiếm mẹ con chi? Nói chung là ông chỉ có công bơm vào thôi chứ không có công nuôi. Cho nên là không phải là con ông, hiểu không? Qua cha đi con. Cha con. Yeah. Ai con ông? Ông nuôi được ta nói được ngày nào chưa mà ông kêu là con gì đây? Hả? Chưa nào mà ông nuôi được ngày nào đó là con ha. Bây giờ không phải là ngày xưa. Khác rồi ông nội. Nhưng anh đã còn thương em, vẫn còn thương con mà Liễu. Trời ơi, dữ gì sao? Thương em, thương con, đồ chỗ nó nghe bất địch hết sức. Trời ơi, thương em, thương con là cái ngày mà ông đi ra ông giúp mấy con bạn không đó. Tôi khóc hết nước mắt. Nước mắt không chảy cả dòng sông, năn nỉ là ông Khanh ơi. Đừng có đi, tôi đang mang bầu. Vậy mà ông dặn lết đi. Lúc đó... Vậy mà ông dặn lết cái thằng ông đi, ông ra ông giúp bạn cho ông. Rồi ăn ha. Ông làm này làm nổi với người ta xong rồi đã vô bây giờ á, cái ông giống mười mấy hai chục năm. Trời ơi tôi tưởng đâu là đi luôn ai nhờ mà sao mình thả nó sớm nhưng biết. Lúc đó là anh thương anh em quá, nó có suy nghĩ đến ông vợ thương anh con. Em. Còn tới lúc mà ông gặp chuyện rồi có thằng anh em mà thương ông không? Hả? Bây giờ nó giỏi nó đứng ra nó là tôi chịu giùm ổng cho. Đúng không? Vậy mới gọi là anh em tốt.
con này lúc ông đụng chuyện nó trốn mất tiêu trơn, để ông mình độc thân mình rồi cái ông bị ta tóm cái xong cái đầu cái chỗ trốn trơn. Mà từ cái ngày mà ông bị bắt vô trong tù đó giờ ha, tôi thiệt trong là không có thằng nào mà lú mặt lại đây mà nói chị ơi thôi bây giờ em lỡ ông nuôi trọng rồi giờ em cho chị ít tiếp tục ít trăm gì ha để chị nuôi con cũng được. Không bao giờ cái mặt thằng nào bước chân lại tới đây một mình tôi nuôi nó lớn tới bây giờ, giờ ông về đây làm gì hả? Liễu, dù gì anh cũng còn là chồng em mà Liễu. Cái gì? Dù gì anh cũng là chồng của em mà Liễu. Dù gì anh cũng là chồng em. Không, lúc này mẹ cười hay ho. Rồi em đang vui đang buồn. Ủa mà không có tính là buồn luôn thiệt. Thề nó cũng là buồn luôn. Đang vui, hiểu không? Bởi nói chung là bây giờ nó thiệt chứ mười mấy năm qua rồi tôi cũng suy nghĩ rồi. Thì nói thẳng ra dòng luôn, tôi thì cũng có người mới rồi. Cái gì? Em nói em có người khác rồi. Đúng rồi. Thì bây giờ nói chung là người ta tốt hơn ông nhiều. Người ta biết quan tâm chăm sóc cho tôi. Người ta biết yêu thương chiều chuộng tôi trong lúc mà tôi buồn bã. Còn không như ông nha. Chồng con thì nó suốt ngày mà chồng bạn hơn chồng vợ. Nói chung là ông chơi được, ông chơi thì cho ông chơi chứ không phải là tôi không cho chơi với bạn ông. Ông nên chọn bạn mà chơi. Chơi với cái người nào mà tốt thì chơi nên chơi. Còn chơi với thằng mà âm binh đồng linh mà suốt ngày mà ngủ quýnh lộn quýnh lạo xong rồi chơi làm gì hả? Đó, ông đụng chuyện ông ngồi trong mười mấy năm đó. Có ai mà vô chồng hỏi thăm ông không? Hả? Không bao giờ có ai cho hỏi thăm ông luôn. Thì mà cũng có đi thăm tôi đâu. Thì bộ mắt gì thăm ông nói rồi. Là tôi không có đi thăm ông. Không có rảnh, không dư tiền đi thăm ông. Thôi đi, nói chung đi nha. Bác công đi với chồng tôi ra bánh không nữa, bác công đi. Liệu, cái gì hoài vậy? Cho em bỏ anh, nhưng con anh, nó tên gì hả? Ở chi vậy? Thì bây giờ em không cho anh vô nhà, thì cũng phải cho anh nhận con anh. Trời trời đồ, rảnh quá giờ nhận con đồ. Cái kiểu đồ xúc xúc một tháng bay tới ngồi với thời gian bây giờ nè, không tin không? Ở đâu rồi, đâu đi cho đã về nhận con vậy ba? Hả? Ồ, sao mà nhìn mặt thấy ghét rồi. Vô con. Liệu anh biết em không có lấy người khác đâu. Tại vì em giận. Ủa sao biết tôi lấy trời. Ông nghĩ làm sao biết tôi không lấy. Ông nội ơi, tôi lấy bé nhầy hết. Ông nội ơi, làm sao biết tôi lấy được. Bây giờ thầy lầy thừa lừa rồi chứ. Rồi giờ ông nghĩ sao không có lấy. Giờ chắc tôi đợi mình đơn ông rồi. Chắc mình đơn ông rồi. Thế gian này có mình đơn ông lặng rồi đàn ông. Nhưng anh biết em thương anh, em không có lấy người khác. Tại ông em giận anh, em nói vậy thôi. Nói nghe nè, thương con mẹ gì tôi nói không có thương ông nữa. Ông đi đây. Liệu Liễu bọng anh, gì? Anh hứa lần này anh về là anh sẽ hoàn lương, anh sẽ không có ăn chơi với anh em. Anh sẽ cố gắng làm để lo cho em với con. Cái đó ông giải dạy là ông hứa về rồi sao ông đi nha. Còn đối với tôi là hứa không quan trọng nữa nha. Hiểu không? Mà thân quan trọng thông báo cho ông biết nè, một câu nè. Là Liễu ngày xưa đã không còn được rồi nha. Cái tên Liễu ngày xưa đã không còn rồi. Bây giờ tôi đổi tên rồi, Hoa Dâm Bục. Hiểu không? Là bây giờ tôi tá thầy lầy với mấy bục rồi. Đi đây. Ôi giời. Liệu anh ở trong 15 năm rồi không được gặp em không thăm anh. Ngày mà con chào đời cũng không, anh cũng không nhìn thấy mặt con. Đến ngày hôm nay nhìn thấy mặt con thì em không nhận anh nữa. Anh cũng hối lỗi rồi. Anh cũng biết là lúc trước anh sai. Không lo lắng cho em, không chăm sóc em, bỏ bê em, chỉ lo cho anh em. Rồi đấy, xảy ra việc anh em bỏ anh. Bây giờ anh ngồi ở chỗ 15 năm, anh suy nghĩ rất là nhiều. Anh cũng đã hối lỗi rồi Liễu. Anh xin em cho anh một cơ hội để về là một con người tốt, lo cho em, lo cho con, để con anh nó có cha, để nó không giống như anh, nó bước vô con đường của anh, vô con đường tội lỗi, bỏ vợ bỏ con, để giúp anh em. Liệu anh xin em với Liệu Minh Hải, anh xin em á. Ông đi cho đã đi, ông về đây làm gì nữa hả? Anh đâu không muốn đâu, lúc đó anh lo cho anh em, anh không có nghĩ đến cảm xúc của em, cũng không có nghĩ được cái cảm giác của em. Nhưng từ ngày mà thò tay ngán anh xong tới bây giờ, anh đã biết được anh không có tốt. Mười mấy năm qua một mình tôi nuôi con,
mười mấy năm qua tôi không biết bao nhiêu mà là dẹp pha của xã hội, nói là chồng tôi này nọ, còn con ấy, ra đường cũng bị người ta cười chê. Ông đâu có hiểu cái cảnh đó. Ông chỉ vui bút đầu ra, không bao giờ mà ông nghĩ tới cái hậu quả mà ông làm đó. Bạn bè ông đó, nó giúp ông được gì hả? Nó giúp ông mang tiếng xấu thì mới giúp ông được gì? Đành gần có bạn nhưng mà kiếm bạn tốt mà chơi, ai ông cũng tiếp xúc, ai ông cũng giúp hết trơn á. Rồi tới lúc mà ông bị ông ngã xuống, ai giúp ông? Trời, tôi biết rồi, tôi xin lỗi bà. Trời, xin lỗi con. Lần này tôi hứa tôi sẽ không bao giờ tôi chơi bời với anh em nữa. Tôi về tôi sẽ cố gắng tôi làm, tôi lo cho mình với con của tôi. Mười mấy năm qua tôi không vô thăm ông, mà tôi dặn ông á, tôi tính bỏ ông luôn đó. Tôi không vô thăm luôn. Bịt mặt thấy ghét ai thăm. Bà không thăm tôi cũng buồn. Ngày nào tôi cũng chờ để cán bộ kêu ra để mong được nghe là vợ lên thăm. 15 năm nghe được câu là vợ lên thăm, tôi cũng buồn tủi bản thân tôi lắm. Bà dặn tôi nữa nha. Dặn kìa mà dặn. Coi bây giờ đó, con đó, nó tên Dương đó. Nó tên Dương hả? Tên Dương. Vậy cái tên ngày xưa ông đặt đó trai. Đẹp trai hơn tôi đó bà. Chứ sao? Trời, nó giống tôi, đẹp giống tôi chứ bộ. Mà bà giờ cũng đẹp hơn hồi xưa nữa. Ôi dữ gì sao? Nín nè, nín. Giờ sao tính tôi mê trai vậy trời? Dặn 15 năm mà vú cái tự nhiên hết dặn ngang vậy. Thôi vô tắm đi, về là mừng rồi. Đấy, đã thèm gì không, mới tôi nấu cho ăn nè. Giờ coi thử xay vòng coi nó có teo chỗ nào không. Lọc, ý là nó không có, ý là nó có ốm được chút xíu nào không. Không, vẫn còn ngon chứ. Thôi vô tắm đi. Có ăn gì đó, tôi nấu cho ăn là vô con ơi, ba nè.